Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm và quyết liệt trong chỉ đạo về giải ngân vốn đầu tư công. Các địa phương, bộ ngành cũng đã có những thay đổi trong chỉ đạo điều hành. Tuy vậy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn không đạt yêu cầu, lúc nào cũng trong tình trạng áp lực. Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng mới chỉ đạt khoảng 10% kế hoạch. Bên cạnh đó còn có nhiều tồn tại trong việc phân bổ kế hoạch vốn ở các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Hai bộ và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 15%. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân cao gồm Tiền Giang 31,1%, Bến Tre 30,05%, Điện Biên 24,67%, Đồng Tháp 22,93%, Lâm Đồng 20,78%. 49 trên 52 bộ cơ quan trung ương và 24 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 9%. Đáng chú ý, có tới 30 bộ cơ quan trung ương chưa giải ngân kế hoạch vốn. Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên thị sát kiểm tra các dự án công trình đang có tiến độ giải ngân chậm để đôn đốc và tìm cách tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. 6 tổ công tác do 4 Phó Thủ tướng Chính phủ và 2 Tư lệnh ngành Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng thường xuyên có những cuộc họp với các bộ ngành địa phương được phân công để kịp thời nắm bắt những khó khăn và đôn đốc tiến độ. Tại hội nghị toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, các báo cáo và ý kiến đã chỉ ra 39 nhóm vấn đề vướng mắc quy định tại các nghị định của Chính phủ và văn bản pháp luật liên quan đến 7 lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, đấu thầu, ngân sách và công sản, xây dựng, tài nguyên và khoáng sản, đầu tư công. Chúng ta phải nhìn tại sao nó lại nhiều nỗ lực như thế, nhiều chỉ đạo như thế, nhiều quyết tâm như thế mà kết quả nó vẫn chưa được như mong muốn. Về nguyên nhân, theo báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, tỷ lệ giải ngân ước 3 tháng đầu năm chưa cao, do hiện nay các bộ ngành và địa phương mới giao xong chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án nên đang hoàn thiện thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán và đang tập trung thực hiện công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Chúng ta bố trí vốn thì bắt đầu mình lập dự án đầu tư. Thì bây giờ tôi nói mà vướng hết, ngay cả như chúng tôi đây, cái sân bay Long Thành đến ngày hôm nay vẫn chưa có thông báo vốn, mặc dù đã vay còn là đưa vào kế hoạch. Thế thì chúng tôi làm sao mà lập được dự án? Làm sao mà lập được dự án đầu tư, làm sao mà lập được thiết kế dự toán? Thế thì 2 năm sau, 3 năm sau làm sao mà có cái trụ sở hải quan để thực hiện cái thông quan? Đây là một cái vấn đề mà thực tiễn mà cần phải được giải quyết. Quy định là khi có tiền. Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phước, vướng mắc hiện tại đều là những vấn đề thuộc thẩm quyền có thể giải quyết. Trong chuẩn bị đầu tư, quy định là khi có tiền mới được lập dự án đầu tư. Thế nhưng khi muốn chi được tiền, lập dự án đầu tư thì 2 năm sau mới giải ngân được, nên chậm là đương nhiên. Để gỡ nút thắt này, Bộ Tài chính kiến nghị cho phép dùng nguồn chi thường xuyên có tính chất đầu tư để lập dự án đầu tư và sửa chữa các công trình công với giá trị dưới 15 tỷ đồng. Khi bố trí vốn đầu tư thì triển khai công tác thực hiện đầu tư. Chính là câu chuyện định kỳ nó đang làm ảnh hưởng đến chất lượng bố trí đầu tư công. Cái này bộ phải rất rõ và các địa phương điều hành rất là vướng, mà hội đồng nhân dân cũng không thể tháo gỡ được vì cái này tháo gỡ ngay sai luật ngay. Liên quan đến luật đầu tư công, không chỉ riêng Hà Nội mà các tỉnh thành khác cũng đang vướng, đó là câu chuyện phải có đủ vốn mới được phê duyệt chủ đầu tư. Hà Nội nhiệm kỳ này có 250.000 tỷ vốn đầu tư công. Với số tiền này, Hà Nội chỉ bố trí cho từ 5 đến 7 công trình và phải làm trong 2 nhiệm kỳ. Chuyển tiếp thì không có, phải bố trí đủ trong nhiệm kỳ. Đây là nút thắt của câu chuyện nguồn vốn, bố trí vốn, thực chi. Về thực hiện đầu tư hiện còn vướng mắc 2 vấn đề. Một số dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải khó khăn về nguồn cung cấp vật liệu, ảnh hưởng tiến độ, khối lượng nghiệm thu giải ngân vốn. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở thì mới nhanh được. Mà cái thứ nhất là cái mỏ vật liệu, các loại mỏ vật liệu, tức là để cung cấp cho công trình. Cái mắc thứ hai ấy, là đơn giản và định mức, nên ra là chỗ nào thấp quá thì phải điều chỉnh ngay để có đảm bảo công trình có chất lượng và thực hiện một cách bền vững. Chúng tôi thấy có 5 cái nguyên nhân chính. Thứ nhất là cái thủ tục dự án, thủ tục xây dựng, phân bổ vốn thì thành phố trong năm 2022 làm chậm. Thứ hai đó là giải phóng mặt bằng. Ở đây có nhiều cái dự án nó kéo dài cho nên là cái giá đất nó có tăng, giải phóng mặt bằng rất chậm. Vừa là không giải ngân được cái tiền giải phóng mặt bằng mà vừa ảnh hưởng cái tiến độ xây lắp.
thứ ba đó là giá vật liệu tăng, nó ảnh hưởng đến một số cái tiến độ của xây dựng. Thứ tư là thủ tục của một số cái dự án nguồn ODA thì nó cũng bị chậm. Nhưng mà bao trùm hết đó là trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc chuẩn bị hồ sơ, rồi đánh giá các cái tình huống vaccine, rồi chủ động tích cực phối hợp tháo gỡ, thì cái này cũng hơi chậm. Đối với vốn nước ngoài, dự án chưa tháo gỡ được khó khăn trong công tác lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá thiết bị để làm cơ sở xác định giá gói thầu, nên chưa đủ điều kiện thực hiện và giải ngân. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo các công trình giao thông trọng điểm quốc gia ghi nhận những nỗ lực, tinh thần quyết liệt của các địa phương, Thủ tướng cũng đã chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong các dự án đầu tư công trọng điểm. Tư vấn nó phải cho trung thực, tư vấn phải bám sát thực tiễn, tư vấn phải bám sát luật pháp mà làm. Tránh cái tình trạng là cứ làm lên làm xuống rồi tư vấn rồi là cứ có cái hiện tượng tiêu cực trong tư vấn, tham nhũng trong chính sách này là không được. Quan trọng là phải quyết tâm thôi. Và cái thẩm quyền là còn bố trí vốn liếng thì các bộ ngành các ông chí xử lý cho. Tôi đề nghị là quan trọng nhất là các địa phương các ông chí phải quyết tâm đấy, và các nhà tư vấn là phải tính đúng, tính đủ, tính kịp thời. Đấy, thì còn đừng có tính toán dự toán nó cao quá, theo cái thận trọng quá thì không nên, nhưng mà cầu toàn quá thì không nên, nhưng mà nóng vội thì cũng không nên. Nói tóm lại là không quá cầu toàn, không quá nóng vội, đúng đủ sát về thực tế. Một khó khăn vướng mắc lớn mang tính chủ quan là vấn đề phối kết hợp của các bên liên quan. Đây là vấn đề mà ngay cả Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng vướng mắc và phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Liên quan đến cái quy hoạch tổng thể quốc gia thì Quốc hội cũng đã phê duyệt rồi, nhưng hiện nay thì 41 cái hợp phần báo cáo với Thủ tướng là không thể giải ngân được. Lý do là các bộ ngành là không phê duyệt cái thẩm định kết quả nghiên cứu của các hợp phần làm cơ sở để thanh toán quyết toán vốn. Hiện nay vốn thì đặt theo của kế hoạch không thể giải ngân được, bởi vì đôn đốc các bộ là đề nghị các bộ liên quan khi làm các hợp phần thì có cái quyết định thẩm định thông qua cái hợp phần gửi cho Bộ Kế hoạch để tổng hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia. Thì bây giờ xin Bộ Kế hoạch rất mong muốn là các bộ ngành khẩn trương phê duyệt cái thẩm định kết quả cơ sở để thanh toán cái tiền này. Năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước kỷ lục lên đến 756.111 tỷ đồng, chưa kể kế hoạch vốn năm trước chuyển sang. Số vốn lớn khiến cho việc giải ngân càng áp lực hơn. Trong khi đó, then chốt cho tăng trưởng năm nay đó là sự tăng tốc của đầu tư công cũng như sự quyết liệt thực hiện các chương trình phục hồi kinh tế, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Bởi vậy, cần làm rõ những vấn đề, nguyên nhân mãi tồn tại, vì sao, vấn đề mang tính thâm căn, tại sao chưa được xử lý. Cần tập trung giải quyết những việc rất căn cơ. Tôi lấy ví dụ như vấn đề về đầu tư công, giải ngân đầu tư công. Đầu tư công thì phải nói là đây là vấn đề không hề mới một chút nào, mà năm nào cũng nhắc đi nhắc lại. Thế thì phải giải quyết được triệt để vấn đề, đặc biệt là phải giải quyết được căn cơ. Thế thì gốc rễ của nó ở đâu? Cái đầu tư công phải nói gì thì nói, biết rồi khổ lắm nói mãi, nhưng đây là một thứ mà nằm trong tầm tay của chính phủ, nằm trong tầm tay của chính phủ. Theo tôi phải có một cách tiếp cận mới, là phải nhìn và có thể cách tiếp cận mới này nó chi phối từ cái việc xây dựng kế hoạch đầu tư công, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, phân bổ, lựa chọn dự án, phân bổ vốn và triển khai thực hiện. Cách tiếp cận mới đó là có nhiều dự án quan trọng quốc gia liên vùng mà những dự án này là những dự án không thể không làm. Cách tiếp cận mới là lấy hiệu quả làm thước đo đánh giá. Mong Thủ tướng mạnh dạn phân cấp ủy quyền cho các địa phương, bộ ngành. Chúng tôi hứa, chúng tôi đảm bảo, Thủ tướng là tiến độ chắc chắn không lùi cả. Liên quan đến vấn đề phân cấp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm rõ việc phân cấp vướng các luật thì các bộ ngành phải rà soát để sửa đổi, để các vấn đề vướng mắc cứ vòng vo vướng mắc ở các bộ ngành, trao đi đổi lại ở cấp chuyên viên. Việc phải làm quá nhiều thủ tục dẫn đến kéo dài thời gian, đội vốn cần phải khắc phục bằng được. Bố trí vốn sao để có thể thực hiện dứt điểm các dự án, không dàn trải. Phân bổ vốn phải theo tiêu chí công khai, minh bạch.
tăng cường cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo, rồi phân cấp, phân quyền. Thì các địa phương, các bộ, các ngành, các ông chí thấy cái gì cần phải phân cấp được mà nó vướng luật thì chúng ta phải sửa. Đúng không? Cái gì, cái ủy quyền được thì chúng ta ủy quyền. Chúng ta ủy quyền theo cái nguyên tắc là không quá một cấp. Các ông chí nêu cao cái tinh thần trách nhiệm. Về vấn đề nguyên vật liệu, Thủ tướng yêu cầu các địa phương cân đối, dự báo cho tốt, điều chỉnh giữa các địa phương với nhau. Các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng phối hợp trong công tác điều tiết. Và tinh thần là giao cái mỏ nguyên vật liệu này trực tiếp cho ban quản lý dự án, cho nhà thầu, cho chủ đầu tư, không qua cái khâu trung gian nữa. Tinh thần chung là như vậy. Đó là tài sản của mình đi giao cho người khác xong lại đi mua lại, rất bất hợp lý, để báo cáo với các ông chí thế. Thế còn các cái thủ tục thế nào làm sao cho nó đơn giản theo cái nghị quyết của chính phủ, hai cái nghị quyết của chính phủ rồi, còn cần cái văn bản giấy tờ gì về mặt pháp lý là chúng ta làm. Để tăng tốc giải ngân, giải pháp được nhiều địa phương thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua đó là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án và giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện để tìm ra nguyên nhân thực hiện và giải ngân chậm ở từng dự án. Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát và quyết định điều chuyển vốn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp thẩm quyền để điều chuyển kế hoạch vốn của những dự án không có khả năng thực hiện được cho các dự án có khả năng thực hiện để phấn đấu giải ngân hết kế hoạch được sao. Điều còn thiếu dễ nhận ra đó là chế tài xử lý các chủ đầu tư, ban quản lý dự án không thực hiện hết kế hoạch vốn đã được giao. Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh đạt kết quả tốt về giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022. Tổng vốn đầu tư công của tỉnh khoảng 13.000 tỷ đồng. Trong đó, chính phủ giao gần 8.000 tỷ đồng, tỉnh đã giải ngân được 147% kế hoạch chính phủ giao. Tuy nhiên, tỉnh này cũng vấp phải vướng mắc đến từ câu chuyện năng lực. Đánh giá về năng lực của các cái đơn vị mà thực hiện liên quan dự án, từ chủ đầu tư đến các đơn vị tư vấn, quá trình triển khai v.v. thì đến về năng lực cũng là một chuyện đặt ra trong cái khó khăn. Năng lực của các ban quản lý còn hạn chế, chất lượng công tác khảo sát thiết kế, kế hoạch giải phóng mặt bằng, tái định cư không tốt, dẫn đến phát sinh khối lượng sau khi duyệt dự án, gia tăng sự phức tạp của quy trình triển khai dự án, dẫn đến chậm tiến độ. Nâng cao cái chất lượng công tác lựa chọn tư vấn trong cái giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án, rồi xác định rõ cái công khai minh bạch về tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện lựa chọn nhà thầu, vân vân. Cái này thì vừa qua thì chúng ta thấy một số nơi, nhất là các cái công trình trọng điểm chúng ta làm mà nó không chú đáo, lựa chọn cái nhà tư vấn không tốt thì cũng nảy sinh ra cái phức tạp cho chúng ta. Trong lĩnh vực đầu tư công đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt trong công tác kế hoạch. Từ năm 2020 trở về trước, quy trình kế hoạch là 2 lên 3 xuống, đến nay rút gọn chỉ còn 1 lên 2 xuống. Tuy nhiên vẫn còn đó những vấn đề mang tính thâm căn, đòi hỏi nhiều nỗ lực để giải quyết. Để tiếp tục nỗ lực khắc phục những hạn chế vướng mắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp các ngành năm 2023. Tổ chức linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu gắn với đánh giá mức độ hoàn thiện nhiệm vụ được giao.